Vừa qua trong cuộc họp báo tại Cairo Ai cập, thì Ngoại trưởng nga đã cho biết nga luôn sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Nga đã sẵn sàng đàm phán với Ukraine về một loạt các vấn đề, tuy nhiên việc nối lại tiến trình đàm phán không phụ thuộc vào phía Nga, mà phụ thuộc vào phía Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng, các nhà chức trách Ukraine, từ Tổng thống cho đến các quan chức cấp cao liên tục nói rằng, sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường. Sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24 tháng 2, các cuộc đàm phán cả trực tiếp và gián tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine đã bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, chưa đạt được kết quả cụ thể. Vào ngày 17 tháng 5, cả Nga và Ukraine đều tuyên bố ngừng đàm phán và đổ lỗi cho nhau dẫn tới đàm phán bị đóng băng. Trước cáo buộc phóng các tên lửa hành trình tấn công chính xác vào cảng Odessa, miền nam Ukraine, chỉ một ngày sau khi ký thỏa thuận với Ukraine để mở đường cho Kiev xuất khẩu ngũ cốc từ Biển Đen, phía Nga đã lên tiếng nói rõ về mục tiêu trong vụ không kích vào Odessa. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đợt tập kích bằng tên lửa tầm xa chính xác cao phóng từ biển tiêu diệt một tàu quân sự của Ukraine và một kho chứa tên lửa diệt hạm Harpoon do Mỹ chuyển giao cho nước này ở cảng Odessa, phía nam Ukraine. Ngoài ra, cuộc tập kích bằng tên lửa cũng làm tê liệt một cơ sở sửa chữa các tàu của Hải quân Ukraine. Thông tin trên cũng đã được Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng xác nhận. Trước đó, phía Ukraine cáo buộc Nga phóng các tên lửa hành trình tấn công chính xác vào cảng Odessa, phía nam Ukraine hôm 23 tháng 7. Vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga và Ukraine ký thỏa thuận ngũ cốc với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian, mở lối thoát cho hơn 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine vốn bị mắc kẹt do chiến sự. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo trung tâm điều phối tại Istanbul được thành lập sau những thỏa thuận vào ngày 22 tháng 7 vừa qua về nguồn cung nông sản từ Ukraine đang triển khai những nỗ lực nhằm khởi động tiến trình xuất khẩu ngũ cốc thông qua biển đen một cách sớm nhất có thể theo bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ trung tâm điều phối tại nước này đang nỗ lực đảm bảo hoạt động vận chuyển ngũ cốc một cách an toàn ra các thị trường toàn cầu con tàu đầu tiên chở ngũ cốc ukraine dự kiến sẽ sớm rời cảng những thông tin trước đó cho thấy trung tâm điều phối được thành lập tại trường đại học thuộc bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ ở vùng lân cận levan của istanbul nằm về phần phía châu âu của thành phố này liên hợp quốc cũng sẽ triển khai các đại diện tại trung tâm này công tác giám sát hàng hải an toàn từ ba cảng của ukraine gồm odessa junne và Mosk, sẽ được thực hiện một cách liên tục